Bà vai là bắt mặc áo nẹp. Đó chỉ nếu mà mình điện cho mặc đồ. Đâu? Đó mỗi lần đi nó đâu đâu. Con chịu được gặp đi nên cũng thế. Mình tới chuyện thì đi cho một đấu đi à đấy, nhưng mà nó không được. Vâng, thầy đấu thì đây vòng đây phải mất gần 1 ngày. Nói ai quay vào trong buổi nhiều người chẳng yên tâm. Ngay như con mình. Ngay như con cái mình thủ mà bình thường đấy mà chẳng dám vào trong. Đó, nếu như mà ai đánh đấu. Không, bây giờ con sẽ tập mua cái bảo hiểm gì bằng nhân thọ thôi nhỉ? Cái bảo hiểm nhân thọ có hợp đồng rồi nhưng mà nó lại không chi trả vì cái vụ này thì mình cũng bị thua đấy rồi. Mình có dối là mình chưa bị nghỉ. nhân gì? Mà chị bà
Anh ơi, phương châm của anh thì con cái hàng đầu. Có giờ chị. Sao anh ở đây cho nên là gì? Từ ngày đẻ hai đứa thì có anh là phải đúng tí. Anh còn nào đâu, nào quan trọng. Năm đâu nào đã. Anh mà tiền thật quan trọng. Con cái nữa. Tiền ra là quý, nhưng mà tiền mà đánh đổi con cái thì nó hơn quý. Tốt nhất là anh ở nhân viên làm công ty, làm tư nhân được đồng nào được. Tháng 6-7 triệu thôi. Cô ta là thanh chưa? Là bà cháu của tỏ ấy. Mình cứ mãi mê kiếm tiền đấy. Đến lúc quay này, con cái khổ. Về đi làm công ty 9 giờ về. Con gái thì học được 5 tuổi rồi, 5 tuổi rồi, nó hỏi đi, nó chưa ra thì chỉ biết một bản chữ cái. Nếu mà trên tay thì ngay không khoát, nếu mà cho mặt chữ cái nào. Cháu 4 tuổi thì học hết bản chữ cái nào. Chưa biết một chữ. Sao là nó bột rồi, chưa biết một chữ. Nó 14 tuổi này hả? Nó không dạy gì. Cũng dạy nó học. Con bé ở ngoài thằng lớn ở Hà Nội đang coi nhà cho nó đỡ luôn rồi. Cá nhân đấy mà không có cái kiểu tình hình ngày nào cũng thiệt thòi gì đâu. Tiền quan trọng, tiền thì nào cũng lớn nên đủ ăn kìa. Em cũng làm sao hết giờ cũng được gần ra cứ đủ ăn là được. Vẫn mong vất vả như kiểu ví dụ mình đang đi làm, nó quen với nó chỉ có thay lại ra, nó có chi phí của người. Nó phải giờ kể
lên nào vậy? Bắt về nhà. Đâu rồi chú? Tao bắt đầu bảo đi, tao đi, đi bắt gì? Đi đúng gì? Tao bị chồng. Con anh hơi ốm thì ai bắt ở nhà, đâu có chồng đi làm. Nhưng con cái anh nó phải làm tàu. Cả cúm anh bắt ở nhà, cũng có thể còn đi làm. Ở nhà xem tình hình là có sốt sụt. Cũng bây giờ chẳng được. Cũng bây giờ đi nào, riêng con cái anh. Một số này á, là ở nhà này. Đưa tiền cho bà, vẫn bảo khi nào nó muốn ăn cái gì bà cứ cho ra quán mua tiền ra như để con gửi. Thế lại thuốc thang cho cứ phải mua đầy cái thọc để lấy chặt cửa. Nói chung của con chú bà thì bà ở nhà bà cũng không có cái gì. Nói vậy chứ ông bà là cũng có nhiều lúc cũng sơ ý là sao không? Còn... Họ mình cũng mấy cái gì bây giờ? Em thì đang học online nhà này. Một đứa gì này, một đứa ăn này. Học online à, học online cũng người kèm rồi cứ làm gì nó học. Không người kèm à. Điên lắm. Nó cứ ngồi nó xem vậy nó biết cái gì. Đây là kèm. Cũng phải ở nhà gọi điện cho bà biết rồi. Thì công việc này em bắt buộc em phải đi thì em phải đi thôi. Đúng rồi, cái bắt buộc phải đi. Nhưng mà nếu mà không cái đáng được thì bà hoặc là các bác nào cũng đi chăm cho nhà con thì có thể không ai dám nhận. Anh cũng đinh vậy cũng không đau lắm đâu mà ngổ. Huy làm đinh cái gốc nhà em ngổ xong cắm đinh vào á, có nghĩa là phải có bác sĩ cho trên giảm đau đấy. Vì nó ngổ đau quá. Từ lúc đinh thì nó không đau lắm. Nhiều người tài trợ gì? Tài trợ ăn sáng này, tài trợ uống sữa này. Tài trợ khi nào cưới là được làm cũng mất tiền này, mua nhiều kinh khủng luôn. Không phải quân đội nó về tặng huy chương quá là tài đúng không? Tài quá, mẹ nó ngày xưa, mẹ nó về ở châu mà. Bố nó cháu đẻ. Mà con kể cả nó biết bơi mà thằng kia không cứu được trên chỗ ấy. Nó vượt dòng, nó vượt dòng. Nhưng mà nó cũng bị đuối sớm. Chết con đi. Con kia nó biết bơi. Con đấy đang vùng vẫy nhỉ? Bơi mà, nó biết bơi. Nhưng mà bơi được vào bờ. Chết con đấy. Nó phải, nó đẹp con to gan. Nó mày trẻ con giờ. Hơi ăn được tí nào. Bao nhiêu vụ? Nó
nó nhảy xong nó cứu được cái kẻ thì từng người mấy thôi xuống thì mẹ nó bỏ nhau mẹ con gái tôi là giới trẻ này thôi em cực tí là nó đó mẹ nó có vụ với tôi là nhảy đầu thì từng người thì cứu thật cũng áp lực người bố mẹ không ảnh bây giờ cái nó học bây giờ cái sức của nó học thì mới đến thế thôi. Cái tư duy của bọn trẻ bây giờ nó ấy lắm, nó không bột lắm. Tư duy của nó giờ nó hơi áp lực tí là nó không chịu được. Nhưng mà thế này bây giờ cũng dậy em thấy nó kha không chứ dậy có cũng chỗ áp lực kinh khủng luôn. Đấy, chương trình nó bảo là bổ trẻ. Yeah,
ở chỗ Văn Phú kia cơ. Mà đang đi xe ôm thì đây hôm nay. Em tôi đi đường này mà luôn. Taxi của chúng đây, chúng đây những đèn đỏ ai mà được taxi. Và trong đứng ở đây này, taxi nó phải đứng đây rồi. Nổ máy 10 giờ 35 mới đi 10 giờ 35 mới nổ máy.
hai rưỡi đến giờ hai rưỡi mình cũng đi. À đúng rồi. Hai rưỡi hết phải hai giờ đâu. Mấy phút nữa. Mười phút nữa mới nổ máy, chứ phải đến hai giờ ba năm mới ổn định. Nếu người có mấy lồng phải đi qua tắm đường này, qua tắm đường cả đến 3 giờ vào bến thì được tốt rồi. Ờ. Có 3 giờ vào bến. Tắm giờ đi một mạch. Đông con này tắm rồi mà. Đúng giờ mình ra thì nó